Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục bay quanh Việt Nam. Và cái địa điểm mà mình chuẩn bị review đó chính là theo yêu cầu của một bạn ở Hà Giang. Ok, chúng ta sẽ cùng nếm thị trấn Mèo Vạc từ trên cao nha. 3, 2, 1, nếm. Hello, hello Hà Giang. Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại Hà Giang để review cho mọi người xem. Nhớ lại cái năm 2016 mình tới Hà Giang với chiếc Phantom này và review khá là nhiều địa điểm như là Mã Pí Lèng, Lũng Cú, rồi Dinh Vua Mèo để cho mọi người thấy được toàn cảnh những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang. Thì hôm nay mình sẽ review một số cái thị trấn của Hà Giang mà được yêu cầu từ phía các bạn sinh sống ở đây và quê hương ở đây. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm thị trấn Mèo Vạc từ trên cao. Thực ra đấy thì thị trấn Mèo Vạc cũng không có cái gì nhiều đặc sắc. Tuy nhiên thì mình sẽ nói qua một vài cái thông tin mà mình biết nhá. Hiện tại cái vị trí mà mình đang đứng đây đó chính là cái đài quan sát. Nó nằm ở trên cái đường tỉnh 271. Và cái đường tỉnh này thì nó sẽ dẫn tới trạm cái nhà máy thủy điện sông Nho Quế 3. Mình thấy khá là hay nếu như bạn nào mà muốn chạy thử cái đường 271 này xuống chỗ sông Nho Quế thì nên thử, bởi vì là cái sông Nho Quế là một cái sông mà có cái màu nước khá đẹp. Và nếu như ai mà đã từng đi du lịch mà ngắm Mã Pí Lèng thì chắc chắn là, hoặc là cái thung lũng chữ V ấy, thì đều là thấy sông Nho Quế rồi, một lần rồi. Ok, thời tiết hôm nay khá là bất ổn nên mình đã bị mất sóng rồi. Tuy nhiên là các bạn cứ yên tâm, nó đang khuất núi bên kia cái đài quan sát và mình chờ một lúc nữa thì sẽ thấy được máy bay. Ok. Cái thị trấn Mèo Vạc này nó là một điểm transit quen thuộc đối với những ai mà di chuyển thường xuyên di chuyển từ bên chỗ Lũng Cú sang bên chỗ Cao Bằng thì nó cũng khá là nổi tiếng rồi. Thì ok, chúng ta đã quay trở lại rồi. Và khi đến với cả Mèo Vạc ấy thì chúng ta sẽ được tham quan những gì? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu từ hành trình từ chỗ đài quan sát này vào sâu trong trung tâm thị trấn nhá. Cũng giống với rất nhiều cái thị trấn vùng cao khác của Việt Nam thì Mèo Vạc cũng có chợ phiên. Và đặc sắc hơn nữa thì nó có một cái chợ tình Khâu Vai. Và nó chỉ họp vào 27 tháng 3 hàng năm thôi, âm lịch hàng năm thôi. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới với cả sân vận động và cái chợ đêm. Thì mình chỗ này nó bên đấy cạnh đấy thì là chợ chợ đêm Mèo Vạc. Thì ở đây cũng là nơi mà tổ chức chợ phiên luôn. Ở Hà Giang này có một vài cái thị trấn mà mình khá là thích, đó chính là đầu tiên thì là ở thị trấn Mèo Vạc này, thứ hai là thị trấn Đồng Văn này. Đồng Văn thì đặc sắc hơn một chút bởi vì là nó có phố cổ Đồng Văn ở đấy, có rất nhiều cái ngôi nhà cổ cũng như là cái view ngắm khá là đẹp ở trên chỗ đồn cao nhìn xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được ngắm cái chợ đêm nhá. Mình đang bay phía đằng sau chợ và gió hơi là to. Bác đang đón một cái đợt không khí lạnh và đây mình nghĩ đây là cái đợt không khí lạnh cuối cùng ở trong năm bởi vì bây giờ đã bước sang tháng 4 rồi. Đấy, nhưng mà rất là may mắn bởi vì là mình khá là thích. Chính vì là mình đi trong cái đợt mà không khí lạnh nên mình lúc mà đổ đèo từ bên phía Cao Bằng sang thì mình đã được đi thẳng qua một cái lớp sương mù và nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là hay. Đây chính là chợ đêm đây. Và đi thẳng đó chính là cái con đường tỉnh 271 mà mình đang đứng đây. Sân vận động. Càng ngày thì Việt Nam mình càng phát triển kể cả là những cái khu thị trấn vùng cao này. Bởi vì là giao thông bây giờ khá là thuận lợi. Nhất là cái con đường quốc lộ 4C bây giờ nó cũng rất là đẹp rồi. Không chỉ là quang cảnh đẹp nữa mà nó lại còn có dễ đi nữa. Vì vậy là Việt Nam mình cái việc mà thông thương hoặc là dịch chuyển nó cũng dễ hơn đấy. Đây là chính là chợ đêm. Đây nhỉ, cái biển của nó đâu rồi nhỉ? Mình đang đây rồi. Chợ đêm, đây chính là chợ đêm của chúng ta nhá.
Và các bạn có thể thấy con đường phía bên phải đây, mình sẽ bay thẳng con đường phía bên phải của Mèo Vạc. Góc 2 giờ đó chính là con đường dẫn lên trên địa điểm check-in nổi tiếng, điểm dừng chân của đèo Mã Pí Lèng. Và nó cũng chính là con đường quốc lộ 4C. Mình đang bay thẳng ra quốc lộ 4C. Các bạn có thể thấy đây là cái đặc sản của Hà Giang rồi. Hai bên toàn là núi cao và toàn là núi đá nhé. Núi đá mà lại được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu của cả thế giới luôn đấy. Rất là vinh dự khi mà Việt Nam mình có tới hai cái công viên địa chất. Rồi, chạy thẳng đường này thì chúng ta sẽ ra được với điểm dừng chân đèo Mã Pí Lèng. Và bây giờ thì mình sẽ cho máy bay lên cao một chút. Ok. Và bay từ quốc lộ 4C đầu bên đó trở lại. Rất là hay từ cái chỗ vị trí thị trấn Mèo Vạc này để sang bên Đồng Văn thì chúng ta sẽ có hai đường, một là con đường 4C này và hai là con đường tỉnh 182 đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại con đường tỉnh 182 nhá. Đấy, thì phía trước mặt của chúng ta góc 12 giờ mà có con đường ngoằn nghèo mà lên như kìa. Thì đó chính là cái con đường tỉnh 182. Và đấy chính là cái điện. Mình thấy hầu hết thì mọi người toàn dừng ở đấy check in chứ không ai leo lên chỗ con đường 271 này. Bởi vì là con đường này nó hơi ngược, nó là đường cụt, nó dẫn sâu vào trong chỗ biên giới và cũng như là cái nhà máy thủy điện sông Nho Quế 3. Thì review thị trấn này thì cũng không có cái gì nhiều đặc sắc, nhưng mà mình tin là những cái số như này nó vẫn có ích cho mọi người, những ai mà chưa tới Mèo Vạc bao giờ mà đang định chọn Mèo Vạc làm cái điểm dừng chân nghỉ trong cái hành trình đi du lịch thì nó sẽ rất là có ích để cho các bạn biết được là cái trung tâm đó nằm ở đâu, có những gì và trông như thế nào. Mình cũng mong là sau này mình sẽ xây dựng được một cái bản đồ về các thị trấn, các huyện hoặc cái thành phố của Việt Nam bằng flycam. Như này thì chúng ta sẽ quan sát dễ hơn. Và cứ vài năm thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ quay trở lại để review xem cái sự thay đổi của các thị trấn nó như thế nào. Đó, rẽ phải là 182 sang bên Đồng Văn, còn đi thẳng thì chúng ta sẽ sang được với cả huyện Yên Minh. Con đường tỉnh 176 thì phải. Đó. Yên Minh thì cũng có nổi tiếng với cả rừng thông Yên Minh. Rồi từ Yên Minh chúng ta sang Quảng Bạn. Cũng khá là phát triển đấy chứ nhỉ mọi người nhỉ. Bởi vì là mình thấy nhà mọc lên rất là nhiều. Những cái nhà mà 2 tầng ở đây khá là nhiều. 2-3 tầng. Chứng tỏ là kinh tế của người dân ở đây cũng khá là mạnh ấy chứ. Từ vị trí mà cái nơi mình đang đứng ra chỗ ngã ba đi Đồng Văn với cả Yên Minh thì nó cách một cây mốt rồi theo đường chim bay đây nhá. Con đường này là dẫn ra Yên Minh như này, cố gắng bay một chút và sắp sửa là mất sóng đến nơi rồi đấy. Hai nhà, những cái dãy nhà thấp thấp này chính xác là nhà của các đồng bào người Mông. Ở Hà Giang này thì rất nhiều đồng bào người Mông sinh sống ở đây. Ô đẹp quá. Khuất núi chưa? Chắc là khuất núi rồi đấy. Ok, và chúng ta sẽ đưa máy bay từ từ để nhìn cho mọi người đỡ trong mặt nhé. Đó chính là con đường dẫn sang Yên Minh đó. Nếu như bạn nào mà tò mò về cao nguyên đá Đồng Văn, Dinh Vua Mèo, Cột Cờ Lũng Cú hay là đèo Mã Pí Lèng thì có thể xem search những cái từ khóa đó ở trên kênh YouTube của Nếm TV. Và để dễ tìm hơn thì các bạn cứ thêm một chữ nếm vào cho mình. Và mình chắc chắn là các bạn sẽ ra được những cái thước phim đấy, và mình đã quay từ rất lâu rồi, 3 năm nay rồi. Vẫn cái hành trình bay quanh Việt Nam đây. Ok rồi, bây giờ quay trở lại với cả thị trấn thôi. Bay thật chậm, thật chậm. Hy vọng là những ngoài cái bạn mà yêu cầu mình quay ở Mèo Vạc ra thì còn những bạn khác mà xa quê
xuống thành phố làm ăn thì sau khi xem thước phim này sẽ cảm thấy nhớ quê hơn. Đất vẫn còn thừa rất nhiều nhỉ. Chỗ kia, cái khu vực mà chúng ta đang bay qua đấy, mình không biết là xung quanh là toàn nhà nhưng mà ở giữa lại còn vài cái thửa ruộng này có vẻ như là chưa được xây dựng hết. Thôi sau này thì nó sẽ cũng thành biến thành một cái thị trấn đấy thôi. Địa thế xung quanh là núi cao bao bọc, thời tiết ổn định. Ok, có cái gì hay ho xem nào. Mình thấy toàn những cái khách sạn cao cao thôi. Thế nên là nếu như các bạn mà yêu cầu thì mình cũng sẽ review hết cho mọi người thôi, để cho mọi người có tất cả có cơ hội được bay lượn trên không công trên không trung miễn phí. Hay ngắm lại cái chợ một tí nhá. Đây, chợ đây, chợ cái mái xanh xanh ấy là chợ của chúng ta đó. Đây, chợ nha, chợ nha. Đó, chợ đây. Đấy, các bạn có thể thấy cái biển như kìa, chợ đêm mèo vạc. Có lẽ là mình là nên quay trở lại cái con đường tỉnh 271 mà mình đang đứng hơn, bởi vì mình thấy nó rất là rích rắc và nó cũng khá là đặc trưng so với đúng cái tên gọi là cao nguyên địa chất ấy. Nó rất nhiều đá nên là mình sẽ quay trở lại đây. Ở đâu rồi? Mình đang bị mất phương hướng đây rồi. Sorry. Đây. Ok. Quốc lộ 4C dẫn sang, nãy giờ thì mình thấy gặp rất nhiều những bạn du khách nước ngoài chạy xe máy ở đây và mọi người mặt đỏ hết cả lên này. Không biết là do trời lạnh hay như thế nào. Nhiệt độ bây giờ đang là 15 độ C. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm lại cái đài quan sát. Không biết là cái đài quan sát này xây dựng từ bao giờ nhưng mà mình thấy nó khá là mới. Chắc là có lẽ tuổi đời của nó cũng chỉ được có tầm khoảng 5 năm là cùng thôi. 4-5 năm là cùng thôi. Máy bay của chúng ta đang báo là cảnh báo là mô tô chạy quá tốc độ. Rồi đây. Ngắm lại nhá, ngắm lại cái vị trí cái đài quan sát này đi một lúc. Bay vòng tròn này. Ok. Các bạn cứ yêu cầu đi. Cứ yêu cầu ở đâu là mình sẽ bay ở đấy. Và mình rất là mong Việt Nam mình sẽ phát triển hơn. Ok, rồi, bây giờ thì hãy ngắm cái con đường tỉnh 271 mà dẫn vào đâu nhỉ Tuấn nhỉ? Đây không phải, đây, Thủy Điện, sông Nho Quế 3. Rồi, thì rất là nhiều cái uốn khúc. Đó, chạy men men này, nhưng mà đường nó khá là nhỏ thôi. Xe máy thì thoải mái, chạy ô tô thì phải nhường nhau một chút. Đấy, cứ chạy thẳng này là vào trong kia. Tới đây thì rẽ trái là xuống sông. Nhưng mà đi phải xa phết đấy. Chắc là cũng phải rơi vào tầm 20 cây nữa thì các bạn mới tới được cái vị trí đấy. Nhìn thì đường chim bay thì ngắn thôi nhưng mà chúng ta sẽ phải chạy rất là lâu. Rất là hay nhá. Đồng bào người Mông của chúng ta thường có một cái tập tính là tập quán là luôn luôn chọn những cái vùng cao để ở. Rất là cao luôn. Khác với một số đồng bào khác là chọn những cái con sông hoặc là những con suối để dễ cho việc tưới tiêu. Trong đây có một cái hồ nước gì này. Cancel. Rồi, máy bay của chúng ta đang hết pin rồi. Và lại ngắm. Cái số này thì chỉ ngắm đường và ngắm nhà thôi. Đường đẹp phết đấy. Đừng đùa. Wow. Từ đây là chúng ta lại còn sang một cái đường khác cũng chạy lên 4C nữa. Rất là rích rắc. Chỉ có bãi trên cao này thì mình mới định vị được cái. Đấy, máy bay kêu rồi đấy. Hôm qua thì máy bay của chúng ta suýt tèo. Cũng nhận là suýt tèo. Ôi. Rồi. Ok, vậy là trong số này mình đã ra review cái thị trấn Mèo Vạc này theo yêu cầu của mọi người. Và mong là cái số này sẽ có ích cho những ai mà đang chuẩn bị chọn Mèo Vạc để làm nơi dừng chân trong chuyến đi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ Nếm trong các hành trình tiếp theo. Còn yêu cầu nào review một địa danh nào đó thì hãy để lại trong phần comment. Mình và team sẽ tới đó để review. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm. Yeah. Và đây là Mèo Vạc.